Vâng, đồ gỗ đô tinh xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân mến. Tôi đang có mặt tại nhà của chú Sinh ở Biên Giang, Hà Đông. Ở Biên Giang, Hà Đông. Vâng. Hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho chú một bức tranh tích là Vinh Quy Bái Tổ, bức tranh khảm với kích thước là 2m17, 1m17. Và một bức tranh với cỡ lớn được chú trưng bày ở trong một cái không gian phòng khách rất là đẹp ở đây. Và đi cùng với bộ tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai. Và bức tranh là Vinh Quy Bái Tổ này về với gia đình chú là một cái mảnh ghép có thể nói là hoàn hảo dành cho căn phòng khách. Và mời quý vị và các bác chúng ta cùng xem bức tranh khảm rất là đẹp này nhá. Các bác thấy bức tranh này thế nào? Có đẹp không ạ? Thì các bác hãy để lại nhận xét của mình ở phía dưới. Quý vị và các bác nếu mà có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những bức tranh như thế này, bức tranh khảm, đồ khảm, bàn ghế, sập cũ, tủ chè, vân vân, những cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ lối xưa, thì hãy liên hệ với lại đồ gỗ Đỗ Tinh chúng tôi qua số điện thoại 0948 777 798. Một lần nữa xin cảm ơn chú Sinh rất là nhiều. Chúc gia đình chú thật là nhiều sức khỏe, may mắn, thành công ở trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bác đã đồng hành cùng với chúng tôi. Các bác hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Đỗ Tinh để có thể theo dõi những cái video mới nhất mà chúng tôi update lên đó. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là an lành, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.